Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC TV được phát hình trên các băng tần quen thuộc 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, xứ ngôn viên Minh Đăng và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Trước khi gửi đến quý vị những bản tin chi tiết, mở đầu xin mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong ngày. Israel đã rút toàn bộ quân trên bộ, ngoài trừ một lữ đoàn khỏi miền Nam Gaza. Trung Quốc giúp du khách nước ngoài thanh toán di động dễ dàng hơn. Hơn 740 triệu chuyến đi xuyên khu vực được thực hiện trong kỳ nghỉ Tết Thanh Minh 3 ngày. Phản ứng trái chiều trước chiến thắng tổng thống của Pellegrini ở Slovakia. Nga mở cuộc tập trận quân sự quốc tế trên tuyết. Bản tin chi tiết đầu tiên liên quan đến tình hình tại dải Gaza sau đây. Xin mời quý vị đến với phần tường trình của xứ ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Israel rút toàn bộ quân trên bộ, ngoài trừ để lại một lữ đoàn khỏi miền Nam Gaza. Truyền thông địa phương đã đưa tin Israel rút toàn bộ binh lính trên bộ, ngoài trừ một lữ đoàn khỏi miền Nam Gaza vào Chủ nhật, bao gồm khu vực Khan Yunis, 6 tháng sau khi nước này phát động cuộc tấn công quy mô lớn chống lại phiến quân Hamas tại vùng đất thuộc dải Gaza của người Palestine. Lữ đoàn duy nhất tên là Nahon vẫn ở ngay trung tâm Gaza, chia đồi dải đất ngăn cản sự trở lại của thường dân từ Nam tới Bắc Gaza. Ngoài ra, thì lực lượng phòng vệ IDF đã tự tổ chức lại xung quanh Gaza sau khi những khu vực an ninh mới được thành lập. Báo cáo những nguồn tin của IDF cho biết quân đội Israel tập trung vào những cuộc đột kích dựa trên thông tin tình báo, củng cố lực lượng chuẩn bị quay trở lại Gaza nếu cần. Tuyên bố nói thêm rằng việc rút quân không liên quan tới những áp lực chính trị trên thế giới. Quay sang tin tức từ Trung Quốc. Trung Quốc giúp cho du khách nước ngoài thanh toán di động được dễ dàng hơn. Các ngân hàng và nền tảng thanh toán của Trung Quốc đang thực hiện các bước đi để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du khách nước ngoài thực hiện thanh toán di động tại quốc gia này. Nó diễn ra sau một hành động được thực hiện bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC. Ngân hàng trung ương này, nơi đã đưa ra một bộ hướng dẫn toàn diện về các dịch vụ thanh toán vào hồi tháng trước. Đó là một bước đi mới nhất trong nỗ lực không ngừng của Trung Quốc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán của du khách nước ngoài. Hướng dẫn này giới thiệu nhiều phương thức thanh toán khác nhau mà người nước ngoài ở Trung Quốc có thể tiếp cận, từ thẻ ngân hàng và thanh toán di động đến tiền mặt và CNY điện tử, đồng thời cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng chúng thông qua văn bản và đồ họa, minh họa. Họ nói rằng sẽ không cần ID cho các giao dịch với một số tiền nhất định khi khách nước ngoài sử dụng dịch vụ thanh toán di động, chẳng hạn như là Alipay, WeChat và UnionPay. Đồng thời, một số ví tiền điện tử quốc tế cũng sẽ được các thương gia ở Trung Quốc chấp nhận. Theo những gì được minh họa trong hướng dẫn của PBOC, các thương nhân Trung Quốc được khuyến khích áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn bằng cách mở rộng phạm vi thẻ ngân hàng nước ngoài được chấp nhận. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, nhiều ngân hàng hiện nay đang giúp cho người bán nâng cấp máy bán hàng hay còn gọi là POS di động của họ, hoặc đổi tiền mặt để sử dụng cho các khoản chi tiêu nhỏ hơn, được gọi là chương trình ví mini. Hơn 740 triệu chuyến đi xuyên khu vực được thực hiện trong kỳ nghỉ Tết Thanh Minh. Dữ liệu chính thức cho thấy Trung Quốc có hơn 740 triệu chuyến đi khắp đất nước trong kỳ nghỉ lễ hội Thanh Minh kéo dài 3 ngày, khi lượng hành khách đi lại tăng mạnh so với một năm về trước. Kỳ nghỉ kéo dài từ thứ Năm cho tới thứ Bảy, và Bộ Giao thông Vận tải cho biết trung bình gần 246 triệu chuyến đi được thực hiện hàng ngày trong suốt 3 ngày vừa qua, tăng 53.5% so với cùng kỳ năm ngoái và thể hiện mức tăng trưởng 18.9% so với năm 2019. Được biết, số chuyến đi bằng đường sắt trong giai đoạn này là 497 triệu lượt, trung bình 16.56 triệu mỗi ngày, tăng 75.1% so với năm ngoái. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hệ thống đường sắt Trung Quốc đã có 18.54 triệu hành khách, đánh dấu kỷ lục mới về số chuyến đi trong một ngày từ đầu năm tới nay.
Dữ liệu cho thấy tổng số chuyến đi đường bộ là 682.92 triệu trong giai đoạn này, trung bình hàng ngày là 227.64 triệu, tăng 52.3% so với năm ngoái. Những chuyến đi đường thủy đạt 2.75 triệu lượt, bình quân 916.000 lượt một ngày, tăng 84.9% so với năm qua. Dữ liệu cho thấy tổng số chuyến đi bằng đường hàng không là 5.03 triệu chuyến với mức trung bình mỗi ngày là 1.68 triệu chuyến, tăng 21.9%. Phản ứng trái chiều trước chiến thắng Tổng thống Pellegrini ở Slovakia. Người dân Bratislava bày tỏ sự hài lòng xen lẫn thất vọng vào ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 4 sau khi nghe tin ông Peter Pellegrini, đồng minh của Thủ tướng Robert Fico, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại đây. Trong khi một số người chúc ông thành công, thì một số người khác lại thất vọng với kết quả bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 4. Jasmina Kokova, một cư dân của Bratislava đã cho biết, cuộc bầu cử diễn ra rất tồi tệ đối với chúng tôi, đối với xã hội của chúng tôi. Tổng thống Slovakia không có nhiều quyền hành pháp, nhưng có thể phủ quyết luật hoặc là thách thức chúng tại tòa án hiến pháp. Họ đề cử các thẩm phán tòa án hiến pháp, những người có thể trở nên quan trọng trong cuộc xung đột chính trị về số phận các cuộc cải cách của Fico. Điều này sẽ giảm bớt đáng kể các hình phạt cho tội tham nhũng. Liên minh của Fico bao gồm một đảng do ông Pellegrini đứng đầu đã tạm dừng các chuyến hàng vũ khí chính thức của Slovakia dành cho Ukraine, và Fico đã nói về điều mà ông gọi là ảnh hưởng của phương Tây trong cuộc chiến. Điều này chỉ dẫn đến việc quốc gia Slovakia giết nhau. Ông Pellegrini hiện nay là chủ tịch quốc hội, là đồng minh lâu năm của ông Fico, người đã chọn ông làm thủ tướng sau khi ông Fico bị buộc phải từ chức trong bối cảnh công chúng phản đối tham nhũng sau vụ sát hại một nhà báo điều tra vào năm 2018. Nga mở cuộc tập trận quân sự quốc tế ngay trên tuyết. Cuộc thi hành quân chiến đấu trên sân tuyết Sajan Ranchmash, một phần của Đại hội Thể thao Quân đội Quốc tế của Nga, khai mạc vào thứ Bảy với 9 đội từ 7 quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Iran tham dự. Cuộc thi chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ Chủ nhật, và trong ngày đầu tiên, các đội thi đấu ở 6 nội dung như tìm kiếm cứu nạn do tuyết lở, sơ cứu người bị thương và bắn tập thể. Theo lịch trình, ban tổ chức tiến hành kiểm tra sức khỏe nhận dạng và bốc thăm tại chỗ cho tất cả các đội tham gia, đồng thời triệu tập những cuộc họp rà soát về trình độ chuyên môn và công nghệ thiết bị. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã cử nam và một đội nữ tham gia. Cuộc thi với hai giai đoạn kéo dài 2 ngày 1 đêm, trong đó mỗi thành viên trong đội mang trọng lượng trung bình 35 kg, hoàn thành 12 chặng, diện hành hơn 50 cây số trên sân tuyết. Điểm cuối cùng sẽ được tính dựa vào thời điểm hoàn thành nhiệm vụ và điểm phạt. Và kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tại đây trong một vài giây phút được gửi đến quý vị bằng bảo trợ thương mại. Cập nhật trong phần 2 sẽ là những bản tin liên quan đến tình hình tại Pháp. Cơ quan thời tiết cho biết có nhiều khả năng Pháp sẽ phá kỷ lục tháng 4 ấm nhất trong tháng này như thế nào. Hay lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã tố cáo tàu Trung Quốc gây rối ở vùng biển Đông ra sao. Tin tức cho hay rằng nhóm Houthi của Yemen nói rằng họ nhắm mục tiêu vào các tàu phương Tây. Hay Bộ Ngoại giao của Việt Nam lên tiếng cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến chỉ thị 24 như thế nào. Cùng với những tin tức khác mới nhất vừa được cập nhật, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đón xem trong phần tiếp theo cùng với đài truyền IBC TV.